Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nga đàm phán đưa vũ khí tầm xa tới nước đối tác, dọa đáp trả Mỹ tịch thu tài sản. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Moscow đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về việc triển khai vũ khí tầm xa. Hãng thông tấn TASS ngày 19 tháng 6 dẫn lời ông Ryakov cho biết Nga có các đối tác thân thiết nhất ở cả châu Á cũng như khu vực Mỹ Latin và tình hình an ninh đang được giải quyết một cách thực chất, không chỉ ở cấp độ trao đổi đánh giá. Không có gì mới trong chuyện này, vấn đề bố trí vũ khí tầm xa đang được nêu ra với một số đối tác của chúng tôi, Tứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Ông Ryakov không đề cập đến tên quốc gia nào, nhưng lưu ý các cuộc thương lượng đang diễn ra đều tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo các công ước mà các nước có thể đã ký cam kết, bao gồm cả những thỏa thuận, Nga không tham gia. Cũng trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Ryakov cảnh báo, Moscow không loại trừ khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington để đáp trả việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine phản ứng của nga trước động thái của mỹ có thể bao gồm các biện pháp trả đũa đối với một số tài sản phương tây đang trong tay chúng tôi kể cả đáp trả tương xứng và hạ cấp quan hệ ngoại giao có thể còn một loạt bước đi khác hoặc chỉ có một xin nhắc lại lần nữa tùy thuộc vào mức độ độc hại trong hành động của họ chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp ứng phó của mình nhà ngoại giao cấp cao nga nói mỹ và các đồng minh phương tây hiện chưa lên tiếng bình luận trước các bài phát biểu trên của ông riakov Hàng loạt pháo tự hành RCH-155 tối tân chuẩn bị tham chiến. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được 54 tổ hợp pháo tự hành bánh lớp RCH-155 mới nhất. Thông tin trên đã được cơ quan báo chí của Tập đoàn Quốc phòng Khổng lồ KNDS duyên danh giữa KMW và Nester Defense Simpson đưa tin. Tuy nhiên, họ không tiết lộ các chi tiết khác của thỏa thuận cung cấp vũ khí. Điều đáng chú ý là vào tháng 2 năm nay, chính phủ Đức đã thông báo rằng đến năm 2027, lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) sẽ nhận được tổng cộng 36 hệ thống RCH 155 như một phần viện trợ quân sự của Berlin. Vì vậy, hiện chưa rõ ai sẽ trả tiền mua 18 tổ hợp còn lại, nhưng có lẽ chúng sẽ được chính phủ Đức tài trợ. Ngoài ra cũng chưa rõ khi nào các tổ hợp pháo tự hành này sẽ được bàn giao cho quân đội Ukraine. Cần nhắc lại, tập đoàn KNDS hiện đang chuẩn bị giao pháo tự hành bánh lớp 155mm RCH 155 mm RCH-155 cho AFU. Ukraine đã trở thành quốc gia đầu tiên nhận được hệ thống pháo binh mới nhất này. Lô 18 khẩu RCH-155 đầu tiên được đặt hàng vào cuối năm 2022. Thương vụ này trị giá 216 triệu euro, được tài trợ bởi chính phủ Liên bang Đức. Sau đó vào tháng 4 năm 2024, Berlin cho biết Ukraine sẽ nhận lô thứ hai gồm 18 pháo tự hành RCH-155 nữa như một phần gói viện trợ quân sự. Hệ thống pháo tự hành RCH-155, lựu đạn điều khiển từ xa 155 mm được chế tạo bởi công ty Grossmatfei Wettmann, nay là KNDS của Đức. Tổ hợp này gắn mô AGM, Artillery Get Shoot Module, với bộ phận chiến đấu lấy từ pháo tự hành BZH-2000, chiều dài nông pháo bằng 52 lần đường kính, L-52 tức là sắp xỉ 8m. Module AGM nặng 12,5 tấn là loại điều khiển từ xa, điểm nhấn chính là tự động hóa việc nạp đạn. Do đó, kiếp chiến đấu pháo tự hành RCH-155 chỉ gồm 2 người, chỉ huy và người lái xe, cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu là 30 quả. Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu Ukraine từ chối đề xuất của Tổng thống Putin trong trường hợp Ukraine từ chối đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hãng tin Reuters cho biết phát biểu với các quan chức cấp cao ở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày 14 tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra những điều kiện cho một kế hoạch hòa bình với Ukraine. Theo đó, Liên bang Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút lực lượng khỏi bốn khu vực của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền. Bốn khu vực này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk LBR tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporizhia đã được sắp nhập vào Liên bang Nga năm 2022 sau khi kết quả trưng cầu dân ý ở những nơi này cho thấy đa số cử tri đồng ý sắp nhập. Ngay trong ngày 14 tháng 6, trả lời kênh truyền hình Sky TG24, khi đang tới miền Nam, ý tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của ông Putin, cho rằng những điều kiện mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra là những lời tối hậu thư và chúng không khác gì những tối hậu thư trước đó cả. Về phần mình, tại hội nghị hòa bình cho Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6, ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba thừa nhận kiev muốn moscow ngồi vào bàn đàm phán khi ukraine ở vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn trong khi đó cựu tổng thống liên bang nga dmitry medvedev lại cho rằng ukraine đang mắc sai lầm lớn khi từ chối xem xét đề nghị mở các cuộc đàm phán hòa bình của moscow vì vị thế đàm phán của nước này sẽ chỉ xấu đi cùng với thời gian Đài Tê cho biết khi phát biểu với các phóng viên hôm 18 tháng 6 theo giờ địa phương, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nói rằng Ukraine đang đưa cuộc thảo luận trở lại điểm xuất phát bằng cách bác bỏ các sáng kiến hòa bình. Họ không nên làm điều đó, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn, cựu Tổng thống Liên bang Nga cảnh báo. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng Kiev vẫn còn thời gian để chấp nhận lời đề nghị, nhưng cánh cửa cơ hội này sẽ không kéo dài. Theo chính trị gia này, nếu Ukraine không đồng ý với các điều khoản mà Tổng thống Putin đưa ra, thì điều này sẽ dẫn đến một kịch bản mà trong đó các hành động tấn công của Liên bang Nga sẽ tiếp tục. Những dự báo rất xấu đối với Ukraine Lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất nặng nề trên hướng Kharkov, trong khi quân đội Nga đang có thể từ phía Belarus tiến xuống phía nam đánh vào Kiev. Theo nhà phân tích CIA đã nghỉ hưu là ông Larry Johnson, người mới đây đã đến thăm Nga, với cuộc tấn công theo hướng Kakhov, lực lượng vũ trang Nga đã buộc chính quyền Kiev phải kéo giãn lực lượng. Đồng thời, tổn thất của quân đội Ukraine ở khu vực này đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Theo ông, những tuyên bố về việc quân Nga đang bị trì hoãn gần Kakhov chỉ là mơ tưởng. Nga không có chủ tâm đánh chiếm thành phố Kakhov mà chỉ cô lập nó. Đồng thời, quân Nga cũng đang chiếm giữ lãnh thổ xung quanh để buộc bộ chỉ huy Ukraine phải tái triển khai các đơn vị đang hoạt động ở Donetsk về phía bắc. Do đó, bây giờ lực lượng Ukraine đang bị dàn mỏng trên khắp chuyến tiến từ phía nam sang phía đông nam, lên phía đông bắc dài hơn 1.000 km. Trước đây có thông tin cho rằng, chính quyền Kiev có ít tiềm lực hơn nhiều so với Moscow, quốc gia đang tăng cường năng lực mỗi ngày. Điều này đã được chuyên gia Nga Yuri bolozaka đưa tin, phát thảo diễn biến của chiến dịch quân sự mùa hè năm 2024 với trọng tâm là cuộc tấn công vào Kharkov. Trong khi đó, một cựu sĩ quan Mỹ là nhà hoạch định chiến dịch quân sự, đại tá Đăng Hư, Markikot, đang nghỉ hưu Douglas Makrekot đã nhận định rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể sớm rơi vào tình thế rất khó khăn khi quân đội Nga có thể mở thêm hướng tấn công mới từ Belarus xuống phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine. Douglas Makrekot tuyên bố ý tưởng buộc Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine là vô lý, bởi quân đội Nga đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang Ukraine vào thế thủ không những thế moscow còn đủ lực để mở thêm những mặt trận mới khiến kiev không thể chống đỡ chuyên gia này lưu ý trên blog video deepdale rằng nga đang chuẩn bị một nhóm quân sự lớn để tiến tới kiev và xa hơn về phía tây tôi nghĩ vào đúng thời điểm họ sẽ tiến về phía nam và các đức kiev và quân nga sẽ tiến xa hơn về phía tây ông mackerat nêu nhận định ông mackerat tin rằng lực lượng vũ trang nga quan tâm đến việc bảo toàn nhân lực của họ vì họ nhận ra một chiến thắng sắp xảy ra đồng thời cuộc tấn công của các đơn vị nga có thể diễn ra nhanh chóng và bất ngờ khiến bộ chỉ huy lực lượng vũ trang ukraine không có thời gian để thực hiện các hành động phòng thủ trước đây cũng chính ông mcroyd đã đưa ra nhận định về sự sụp đổ sẽ xảy ra của nato sau khi xung đột ukraine kết thúc nhà phân tích quân sự người Mỹ thẳng thừng tuyên bố rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là một tổ chức yếu kém, chỉ phun kiếm để đe dọa các quốc gia khác nhỏ yếu hơn. Moscow hiểu rõ điều này, đồng thời các lực lượng vũ trang Nga không phải là đối thủ nhỏ bé để quân đội phương Tây bắt nạt. Bí ẩn vụ máy bay Ukraine tập kích trụ sở tập đoàn quân số 6 của Nga ở Begorod Trang Sky News của Anh đưa tin, tòa nhà sở chỉ huy tập đoàn quân số 6 quân đội Nga ở Begoros Oblast bị máy bay không rõ loại oanh kích. Đây cũng là lần đầu tiên nội địa Nga bị máy bay chiến đấu Ukraine tấn công. Loại máy bay nào đã thực hiện vụ tập kích? Có một số bí ẩn xung quanh cuộc không kích này. Đầu tiên, loại máy bay chiến đấu nào đã oanh kích trung tâm chỉ huy bên trong lãnh thổ Nga? Tại sao radar Nga không phát hiện ra nó? Vì sao tên lửa phòng không và tiêm kích Su-35 Nga không đánh chặn? Theo các hãng truyền thông, nơi bị không kích là trụ sở của Tập đoàn quân số 6 của Nga, có mật danh là đơn vị 31807, nằm trong tòa nhà trung tâm Negorod gần làng Sebikino ở Begorod, Nga. Tập đoàn quân số 6 là đơn vị trực tiếp chỉ huy các hoạt động tấn công của Nga theo hướng Kakovogen đến Kim -Yan. Hiện trường vụ nổ cho thấy tòa nhà 6 tầng này bị sụp đổ trên diện rộng, có thể rất nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Các chuyên gia cho rằng điều có thể gây ra mức độ thiệt hại như thế cho tòa nhà phải là một cú đánh trực tiếp của quả bom nặng ít nhất 500 kg. Rất có thể không chỉ một quả bom dẫn đường chính xác mà là nhiều quả đã đánh trúng và phát nổ, dẫn đến sự sụp đổ của tòa nhà. Vậy loại máy bay nào đã thực hiện cuộc tập kích này? Máy bay ném bom Su-24 của Ukraine chủ yếu phóng tên lửa hành trình Storm Shadow. Su-24 không có khả năng lắp và phóng bom dẫn đường của phương Tây. Máy bay chiến đấu MiG-29 có thể phóng bom dẫn đường Zidam R do Mỹ sản xuất và bom dẫn đường AASM của Pháp. Tuy nhiên, tiêm kích MiG-29 có tầm bay tương đối ngắn và khả năng lắp đặt vũ khí hạn chế. Để thực hiện nhiệm vụ như vậy, cần phải huy động cùng lúc nhiều chiếc MiG-29. Hơn nữa, bản thân tiêm kích MiG-29 không thể dẫn đường cho bom dẫn đường chính xác Zidam do Mỹ sản xuất. Trước khi thực hiện mỗi vụ tấn công, các thông tin mục tiêu, khu vực phóng, điều kiện phóng và các dữ liệu khác phải được nhập trước vào máy tính điều khiển hỏa lực của MiG-29. Máy bay chiến đấu MiG-29 không có bus dữ liệu tương thích với NATO và không có khả năng dẫn đường vũ khí. Khi phóng tên lửa chống bức hạ ham, nó chỉ cần phóng tên lửa đi, mọi việc sau đó đều dựa vào đầu dẫn tự tìm kiếm mục tiêu và tấn công, không cần phải xem xét vấn đề truyền dữ liệu cho vũ khí tìm kích MiG-29 thiếu khả năng phóng tên lửa không đối không tầm trung, dù bom dẫn đường Zidam R được trang bị bộ điều khiển bay lượng có thể nâng tầm bắn lên hơn 70 km, nhưng để tránh bị máy bay chiến đấu Nga đánh chặn, MiG-29 chỉ dám bay ở độ cao thấp và nếu thả bom Zidam ở độ cao thấp, tầm bắn cũng bị giảm đáng kể, xuống còn khoảng 20 km. Một khả năng khác về cuộc tấn công bất ngờ này là máy bay chiến đấu F-16A đã bí mật tham chiến và thực hiện nhiệm vụ tấn công nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Máy bay F-16 có đầy đủ các hệ thống hỗ trợ sử dụng bom dẫn đường chính xác như dùng bom dẫn đường bằng laser, baby way, bom dẫn đường chính xác Zidam và bom dẫn đường đường kính nhỏ SDB. Như vậy, có khả năng máy bay chiến đấu F-16A bay ở khu vực biên giới Ukraine sẽ phóng từ độ cao lớn bom dẫn đường Zidam ở cự ly tối đa, tiến hành tấn công ngoài khu vực nhằm vào trung tâm chỉ huy của Nga. Máy bay chiến đấu Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lén lút mà không cần bay vào không phần Nga. Lửa chiến tranh liệu có lan rộng? Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, tướng Sergei Golosov, tư lệnh không quân Ukraine, cho biết để đề phòng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, Ukraine sẽ triển khai một số máy bay chiến đấu F-16 tại các sân bay nước ngoài. Đáp lại ông Andriy Kapatolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, vừa tuyên bố rằng quốc gia nào ở châu Âu dám nhận cho phép máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine cất, hạ cánh chiến đấu và hỗ trợ hậu cần. Quân đội Nga sẽ tấn công hợp pháp các sân bay của nước đó. Trên thực tế, cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra, đến nay mới tới lúc thử nghiệm thực sự hệ thống phòng không của Nga. Quân đội Ukraine có tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa chiến thực lục quân Aitak máy bay chiến đấu phóng mâm dẫn đường chính xác và máy bay không người lái, đồng thời có thể tiến hành các cuộc tấn công tổng hợp vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga. Cốt lõi của học thuyết quân sự Nga là sử dụng sức mạnh quân sự để đảm bảo vị thế cường quốc thế giới của mình. Khái niệm ngăn chặn phi hạt nhân do Nga đưa ra là dựa vào vũ khí thông thường để tấn công và áp chế kẻ thù. Vì vậy, hệ quả của cuộc chiến Nga-Ukraine là khôn lường và không ai có thể đảm bảo hay dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quân đội Nga có ném bom quy mô lớn vào Ukraine không? Chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn sẽ có lợi hay có hại với họ? Tất cả đều không thể xác định vụ Ukraine oanh kích tòa nhà tập đoàn quân số 6 của Nga bằng máy bay chiến đấu không rõ loại đã cho thấy tầm quan trọng của việc tình báo, chiến thuật và công nghệ trong chiến tranh hiện đại. Vụ việc không chỉ gây tổn thất nặng nề cho quân Nga mà còn bộc lộ những điểm yếu của hệ thống phòng không Nga. Trong các cuộc chiến trong tương lai, cả hai bên sẽ cần liên tục đổi mới về chiến thuật và công nghệ để đối phó với môi trường chiến trường ngày càng phức tạp. Cuộc không kích này chỉ là một phần trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng tác động của nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của cuộc chiến và các quyết định chiến lược của cả hai bên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn chuông đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.